chào mọi người, mình tên là Lê Thị Linh, sinh viên khóa 3 của trường đại học EDX. Ở video này thì bọn mình được yêu cầu là nội dung tự chọn, vì vậy mình sẽ chọn một trong những nghi thức để có thể trở thành một người doanh nhân thành đạt, đó chính là tư thế ngồi và làm sao để chúng ta chọn được một vị trí ngồi sao cho trang trọng nhất. Phần đầu tiên đó chính là cách chọn. Phần đầu tiên đó chính là tư thế ngồi sao cho chuẩn mực nhất và đẹp nhất. Khi ngồi thì chúng ta cần lưng và cổ chúng ta sẽ tạo thành một đường thẳng. Và đặc biệt là khi ngồi thì chúng ta sẽ không tựa lưng vào ghế. Vì khi chúng ta tựa lưng vào ghế thì đối phương sẽ nghĩ chúng ta là một người không đoan trang và không tôn trọng cuộc nói chuyện giữa mình và họ. Thì để có một cái nhìn tốt về một tư thế ngồi đẹp mắt và một cái nhìn tốt, cũng như là lấy được sự tự tin cho chúng ta và không làm chúng ta bị ảnh hưởng đến sức khỏe, đó chính là vẹn cuộc sống khi chúng ta ngồi không thẳng lưng, thì chúng ta cần phải có một số những lưu ý sau đây. Khi ngồi bàn ghế thì chúng ta sẽ ngồi, đối với nam thì chúng ta sẽ ngồi sao cho lưng thẳng và không tựa vào ghế, đồng thời cẳng chân và bắp chân vuông góc với nhau và vuông góc với lại sàn. Khi ngồi thì chúng ta có thể mở đùi khoảng từ 15 đến 20 cm. Vì khi chúng ta mở đùi như vậy thì sẽ thể hiện được một sự nam tính và mạnh mẽ của một người đàn ông. Còn đối với nữ thì chúng ta sẽ mặc váy dài che kín đùi. Và trường hợp nếu như chúng ta mặc váy ngắn thì chúng ta cần phải có tấm che chân để có thể thể hiện được sự đảm đang cũng như là sự nữ tính của một người phụ nữ. Khi chúng ta ngồi bàn là bàn sập thì cả nam và nữ đều phải chọn cho mình những tư thế ngồi sao cho phù hợp nhất để khoảng thời gian ngồi là được lâu nhất, cũng như tạo được sự thoải mái cho chúng ta. Và khi chúng ta có được sự thoải mái thì chúng ta sẽ dễ dàng tiếp nhận những câu chuyện mà họ kể, tiếp nhận cuộc nói chuyện một cách chân thành nhất. Khi chúng ta không vui hoặc là khi chúng ta cảm thấy không tốt hay là khó chịu thì đối phương sẽ nghĩ bạn là một người không quan trọng cuộc nói chuyện này, không tôn trọng họ và có những suy nghĩ khác họ. Và khi chúng ta tiếp nhận câu chuyện của họ thì chúng ta sẽ ngẩng lên một chút để chúng ta thể hiện sự tôn trọng và lắng nghe đối với người đang nói, và chúng ta sẽ tỏ một thành ý là tôi đang tiếp nhận câu chuyện của bạn và bạn cứ việc nói. Còn khi chúng ta mà không thoải mái thì bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng hơn, câu chuyện có thể sẽ đi vào ngõ cụt mà không được diễn biến theo những tâm trạng tốt hơn. Và khi chúng ta đã có một tư thế ngồi chuẩn mực thì chúng ta cần phải chọn làm sao để có được một chỗ ngồi trang trọng nhất, phù hợp với bản thân nhất và thể hiện được sự chân thành cũng như là sự nổi bật của mình trước đám đông. Thứ nhất, ở Việt Nam thì có rất nhiều những nghi thức như là những phong tục khác nhau và có nhiều những địa vị trong xã hội khác nhau, ví dụ như là giữa sếp và nhân viên, giữa người lớn tuổi và người ít tuổi, giữa chủ nhà và khách, giữa thầy giáo và học sinh. Vì vậy, tùy từng hoàn cảnh khác nhau mà chúng ta sẽ chọn cho mình những vị trí ngồi trang trọng nhất để phù hợp với bản thân nhất. Và sau đây tôi xin đưa ra một số nguyên tắc để có thể chọn được một vị trí ngồi trang trọng nhất cũng như là hợp lý nhất. Nhất, khi chúng ta ngồi thì chúng ta sẽ ngồi ở vị trí mà cách xa cửa ra vào nhất. Đồng thời chúng ta có thể nhìn được bao quát toàn bộ mọi ánh mắt, cử chỉ cũng như là hành động của mọi người trong phòng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại của mọi người. Khi chúng ta ngồi ở gần cửa thì khi người ở bên trong đi ra ngoài thì người khác sẽ cảm thấy rất chi là ngại khi phải nói với bạn là có thể nhường đường cho tôi ra được không, hoặc là một tình huống khẩn cấp nào đó thì người ta chưa kịp xin phép mà người ta đã chạy ra rồi. Vì vậy chúng ta cần phải chọn cho mình những vị trí ngồi sao cho hợp nhất để không ảnh hưởng đến mọi người và có thể làm mình nổi bật hơn trước đám đông. Khi ngồi thì chúng ta cũng lưu ý là chọn những vị trí ngồi nào mà cạnh cửa sổ nhất để chúng ta có thể hòa mình với thiên nhiên, chúng ta có thể hít thở bầu không khí trong lành, giúp chúng ta có một cảm giác tươi vui hơn, giúp chúng ta có năng lượng cũng như là khí huyết để có thể hòa mình vào câu chuyện của người nói. Sau đây tôi xin đưa ra một số kiểu bàn mà thường xuyên được xuất hiện trong các bữa tiệc, trong các bữa ăn của gia đình truyền thống ở Việt Nam. Thứ nhất đó chính là bàn vuông. Khi chúng ta ngồi bàn vuông như thế này thì chúng ta sẽ có 4 vị trí ngồi. Thì nếu đây là vị trí cửa vào thì chúng ta sẽ có hai bên này là vị trí ngồi trang trọng nhất và thoải mái nhất, phù hợp với chúng ta nhất. Khi bước vào phòng thì chúng ta sẽ nhìn xem bao quát xung quanh của căn phòng,
xem chủ nhà ở vị trí nào và chúng ta sẽ ngồi bên cạnh, chúng ta sẽ không được tranh vị trí ngồi của chủ nhà, hoặc là chúng ta thấy vị trí đó là đẹp nhất hay là nó tốt nhất mà chúng ta ngồi. Chúng ta phải biết là nhìn xem khách mời chúng ta là ai. Nếu khách mời chúng ta là có thể là người cấp dưới thì người ta sẽ sắp xếp cho chúng ta những vị trí ngồi trang trọng hơn. Còn nếu khách mời chúng ta là bạn bè thì chúng ta có thể ngồi ngang hàng với họ. Và tùy vào tình huống mà chúng ta sẽ nhìn và ngồi một vị trí sao cho phù hợp nhất để chúng ta cảm thấy thoải mái nhất, và mọi người trong căn phòng đấy cũng có thể thoải mái và không có những cái ánh nhìn hoặc là sự kỳ thị đối với chúng ta. Kiểu bàn tiếp theo đó chính là kiểu bàn tròn. Ở kiểu bàn tròn này, kiểu bàn tròn thì nó sẽ được vòng tròn như thế này. Ở trên thì nó sẽ có kính. Và khi chúng ta ngồi thì chúng ta lưu ý là vị trí của chủ nhà hay là vị trí của chủ bữa tiệc đó sẽ ở vị trí đối diện, chính giữa và đối diện với cửa ra vào. Khi chúng ta là khách mời, chúng ta sẽ ngồi dàn xếp ra hai bên của cái bàn tròn đó. Và chúng ta sẽ nhìn theo, nếu chúng ta đến trước thì chúng ta có thể ngồi cạnh chủ nhà hoặc là ngồi vị trí thứ hai, thứ ba. Còn khi chúng ta đến sau thì chúng ta không được tranh vị trí ngồi của người đã ngồi trước, và chúng ta sẽ ngồi xuống mãi phía dưới sau để có thể hòa mình vào câu chuyện, cũng như là có thể tạo cho mình một không gian thoải mái nhất để cuộc nói chuyện hoặc là bữa tiệc có thể diễn ra một cách tốt đẹp và đi đến một hồi kết. Sau đây tôi xin đưa ra một số tình huống mà rất quen thuộc với mọi người. Đó chính là khi chúng ta vào thang máy, chúng ta cần phải đứng làm sao cho phù hợp nhất. Khi chúng ta là người vào sau thì chúng ta cần phải nhìn xem vị trí nào là vị trí trống, hay là nhìn xem bảng điều khiển ở chỗ nào và người đang đứng ở chỗ bảng điều khiển ở chỗ nào. Chúng ta sẽ cách xa người đứng sau hoặc là đứng cách xa người đang đứng trước bảng điều khiển để họ điều khiển. Còn chúng ta vào sau thì chúng ta sẽ đứng xuống dưới hoặc là đứng sang bên cạnh, chúng ta không được tranh chỗ của người đã đứng trước. Và một trong những cách chọn chỗ ngồi nữa đó chính là ở trong xe buýt. Xe buýt là một phương tiện công cộng giúp chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn, giúp chúng ta nói chung là nó có rất chi là nhiều tiện ích, giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí. Thì là một người trẻ tuổi, chúng ta cần phải chọn một chỗ ngồi sao cho hợp lý nhất và không ảnh hưởng đến mọi người. Khi chúng ta vào xe buýt mà chúng ta đến sau, chúng ta không được tranh chỗ của người đã ngồi trước. Và khi chúng ta ngồi mà chúng ta thấy người già hay là trẻ nhỏ, phụ nữ có thai thì chúng ta sẽ nhường ghế cho họ nếu chúng ta không bị có vấn đề về sức khỏe, hay là chúng ta không bị thiếu về mặt thể chất thì chúng ta sẽ nhường chỗ cho họ để thể hiện sự tôn trọng cũng như là giúp họ. Khi chúng ta nhường ghế giúp họ thì họ sẽ nghĩ chúng ta là một người vui vẻ này, giúp chúng ta nghĩ chúng ta là một người rất chỉ là hòa đồng và thân thiện, biết nhìn trên kính dưới, biết rằng đối nhân xử thế. Thì khi chúng ta nhường ghế như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất chỉ là vui, và người được nhường người ta cũng sẽ cảm thấy rất chỉ là vui. Chúng ta sẽ truyền được một trường năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh, chúng ta sẽ tạo được một cái nhìn tốt về mình. Khi chúng ta làm như vậy thì những người xung quanh sẽ nghĩ mình là một người rất chỉ là chu đáo này, rất chỉ là biết nhìn trên kính dưới này, thì chúng ta là một người biết đối nhân xử thế này. Và điều đó cũng làm chúng ta có một ngày làm việc vui vẻ và thân thiện hơn, giúp chúng ta có một trường năng lượng tích cực hơn, khiến chúng ta có thể hoàn thành một công việc tốt hơn. Và tiếp theo đó chính là ngồi xe riêng. Và ở đây có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, khi người lái xe là chủ nhà thì chúng ta cần phải, nếu người lái xe là chủ nhà thì chúng ta sẽ ngồi cạnh ghế lái, đó chính là ghế lái phụ. Chúng ta sẽ ngồi như vậy để làm tăng sự thân thiết cũng như là thân thiện của mình đối với chủ nhà cũng như là chủ nhà đối với mình. Còn khi người lái xe là sếp thì chúng ta sẽ ngồi ghế sau. Chúng ta sẽ ngồi ghế sau để thể hiện sự phân cấp giữa sếp và nhân viên. Chúng ta ngồi như vậy thì có thể tạo được một không gian riêng tư cho cả sếp lẫn mình, và chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện hay là một chuyến đi vui vẻ và thân thiện nhất. Còn khi chúng ta đi cùng với sếp thì chúng ta sẽ ngồi ghế lái phụ, còn sếp sẽ ngồi ghế lái chính và có bác tài xế ngồi bên cạnh. Còn khi mà có cả bạn hoặc là khách của sếp thì chúng ta sẽ ưu tiên sếp ngồi phía dưới và nằm ở vị trí bên phải ngay sau ghế lái phụ, và khách sẽ ngồi ở vị trí bên trái sau ghế lái chính.
vì là sếp của mình nên chúng ta sẽ tạo một sự ưu tiên nhất định cho sếp để sếp có thể thoải mái nhất và cũng như là có thể hòa mình với câu chuyện. Và một trường hợp nữa đó chính là khi chúng ta đi xe gia đình. Nếu chúng ta là người lái thì chúng ta sẽ sắp xếp cho anh chị em của chúng ta ngồi ghế lái phụ và bố mẹ hoặc là ông bà sẽ ngồi ghế lái, sẽ ngồi ở phía sau, tùy vào mức độ mà chúng ta sẽ sắp xếp từ bên phải cho bên trái đến bên trái sao cho phù hợp. Còn đối với xe khi chúng ta ngồi là bạn bè thì chúng ta sẽ sắp xếp cho bạn ngồi phía trước hoặc phía sau thì là tùy, còn phụ thuộc vào độ thân thiết của các bạn nữa. Và đó là một số những nghi thức mà tôi đã được học, tôi muốn trình bày cho các bạn. Video của tôi đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.